Cái đầu tiên mà mê Vespa là cái bề ngoài, có thể là do tôi làm cái nghề làm một nhiếp ảnh gia nên mình chú ý tới vẻ bề ngoài trước. Thì khi mà nhìn chiếc Vespa thì cái thiết kế của nó rất là đẹp. Các bạn có thấy những cái thiết kế cong hay là bầu bỉnh, nó cũng giống như là những cái đường cong ở trên cơ thể người phụ nữ. Và điều tôi thích nữa là một chiếc xe, cái màu của nó và cái kiểu dáng của nó, bản thân chiếc xe nó cũng như là một người mẫu. Khi mà tôi chụp phong cảnh chẳng hạn, các bạn thấy phong cảnh đẹp như thế này thì chiếc xe, khi mà đặt chiếc xe vào, nếu mà không có người á, thì đặt chiếc xe vào, chiếc xe nó cũng như là một người mẫu. Để người ta nhìn vào bức hình, người ta có thể so sánh được cái tỷ lệ của cái phong cảnh đó nhờ vào chiếc xe. Và cái màu của chiếc xe nó cũng là một điểm nhấn ở trong một cái ảnh phong cảnh, nó làm cái ảnh nó thêm hấp dẫn hơn. Các bạn biết không, nhiều khi tôi đi ở công viên mà không có chỗ gửi xe chẳng hạn, thì tôi cũng có thể thoải mái để nó ở bên ngoài, vì cái chìa khóa này là chỉ có một, cái chìa khóa này là mở được, cho dù có bẻ khóa đang mở máy lên được, mở đèn lên hết, nhưng mà cũng không thể nào mà nổ máy được, chỉ có mỗi một chiếc chìa khóa duy nhất. Nên nhiều khi thấy cảnh đẹp ở đấy, đi thấy cảnh đẹp chẳng hạn, thì tôi dựng ngay xe ở đấy và tôi cứ len lỏi vào tôi chụp, và rất là yên tâm, không sợ bị mất xe. Các bạn thấy là chiếc xe này nó như một, nó giúp tôi tự tin trong công việc, vì thứ nhất là nó rất là đẹp, nên là khi mà nhiều khi ví dụ như bạn mặc một bộ đồ đẹp, một bộ quần áo đẹp thì bạn cũng sẽ tự tin hơn. Đặc biệt là có thể chở được rất là nhiều đồ. Ví dụ tôi đi tập thể thao, tôi đi chạy bộ thì tất cả đồ đạc thì có thể bỏ gọn trong chiếc xe, mà mặc đồ thể thao nó cũng hợp, mà diện những bộ đồ lịch sự một chút nó cũng hợp. Ngay cả trong công việc cũng vậy, ví dụ túi máy ảnh, túi da như thế này thì tôi bỏ trong chiếc xe nó cũng rất là vừa vặn và rất là gọn.